Hello, chào tất cả anh em xem video của mình. Hôm nay mình sẽ vào game mình review cái sự kiện nhận skin Jeep các bạn ơi. Ok, mình sẽ chuyển qua nha. Tương mới ra hay nè các bạn. Nhận quà khi đến với lễ hội. Ok. Cần vẽ 4 lần hả? Phun về phía bên phải. Ok, vẽ một lần hả? Thiếu nguyên liệu hả? Giờ mình đăng nhập một ngày mình sẽ nhận được 20 màu vẽ. Đấu 5 với 5 là được 10 màu vẽ, tặng quà là nhận được 5 lần các bạn ơi. Thế mình sẽ tặng quà thôi. Như sự vậy. Ok, mình sẽ tặng quà thân mật các bạn ơi. Tặng quà thân mật để nhận nguyên liệu để mình làm sự kiện thôi. Ok, mình đã tặng xong, giờ mình sẽ nhận nguyên liệu thôi. Một khóa vẽ 16 lần. Vẽ 16 nhiều lần là sẽ nhận được nha các bạn. Vẽ thêm một lần nữa. Ok. Vẽ 2 lần mình nhận được quà nha các bạn. Nhân 15, này gọi có 10 là không đủ các bạn. Thôi, video mình hướng dẫn đây là hết rồi các bạn ơi. Các bạn nhanh tay vào vẽ đi, nhận quà thôi các bạn ơi. Bye bye các bạn.